Đây bé Jin với cả anh Bon Bon Kiêm nhỉ. À, đi vào kia nào con ơi. Bọn lấy nước đi. Bọn lấy nước cho em. Ngon không? Lạnh à? Con lấy nước nóng hay nước lạnh cho em đây? Tí thì nó ăn tay nhỉ. Mấy con đi tiêm gì? Tháo chưa?
sắp tiêm chưa? Ừ. Sợ tiêm không? Sợ tiêm không? Tiêm cũng một tí thôi, như con kiến thôi. Làm gì mà phải sợ? Chí một cái thôi là xong mà. Ừ. Chí một cái thôi. Qua đây nhìn này. Chí một cái thôi là xong. Nha. À đây, ngồi đây chuẩn bị đợi vào tiêm nhá. Nhá. Sao mà khóc? Hả? À, tiêm có một tí làm sao mà khóc? À, hai anh em ngồi đây là, hai anh em ngồi đây khóc là. Sao? Tiêm có một tí nữa mà nhỉ? Thôi không sao, không sao nhá. Ừ, em Jin này chưa tiêm nó khóc rồi à? Jin chưa tiêm nó khóc rồi à? Tiêm đâu? Đây à? Không sao nhỉ? Con kiến cắn cái thôi nhỉ? Anh Bon ăn vạ thế không biết rồi. Ôi mếu à? Bác sĩ tiêm vào đâu? Chỉ cho bố nào. À, thế có đau không? Đau nhiều không? Bây giờ ra chơi nhá. Thôi không sao, ra chơi đi, ra chơi một lát đi cho nó đỡ đau. Hết đau rồi. Con ra chơi với em không?
Đây là khung cảnh sau tiêm của VNVC rất là đông.